sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo một video intro nhanh và đơn giản. Thì đầu tiên bạn vào Google, bạn search từ khóa đó là Make Intro Online. À, Make Intro Online. Sau đó bạn vào website Figcred ha. Bạn vào trang này. Đây. Thì để tôi log out ra. Thì giao diện đầu tiên của cái trang này nó sẽ giống như thế này. Nếu bạn chưa có đăng ký thì bạn bấm vào đây để đăng ký thành viên ha. Để tạo được một cái video intro thì bạn cần đăng ký thành viên. Bạn điền vào username ha. First name, last name, email, password của bạn ha và tạo. Còn tôi thì tôi đã có một cái user rồi. Thì hôm nay tôi sẽ đi thẳng vô để demo cho các bạn luôn. Bạn nào chưa có user thì đăng ký cho mình một user nha. Thì ở đây là toàn bộ những cái video intro ha. Thì nếu bạn là một cái thành viên thông thường á thì bạn chỉ dùng được những cái intro free thôi ha. Bạn vào đây. Bạn vào mục này để chọn những cái intro free ha. Ở mục free nhưng nó cũng có rất nhiều cái intro rất là đẹp. Bạn có thể tìm hiểu thêm kỹ ha. Thì hôm nay thì mình sẽ demo làm cho các bạn một cái video intro và giao diện như thế này ha. Mình thường hay dùng cái giao diện này. Bạn bấm vào đây ha. Sau đó chọn cái Customize Now ha. Đây là cái màu ha, đây blue là màu xanh ha, green xanh lá cây, red là đỏ ha. Tùy tùy bạn chọn ha, nếu cái bạn thích màu nào thì chọn màu đó ha. Thì mình thích màu xanh thì mình để màu xanh thôi. À. Và đây là cái tên kênh của bạn ha. Ví dụ như bạn làm một cái kênh với chủ đề là tin công nghệ chẳng hạn. À, thì bạn ở đây bạn cứ để tiếng Việt ha. Và bên đây bạn để tiếng Anh. Thì như vậy là chữ tin công nghệ nó sẽ là tech new ha. Sau đó bạn sao chép. Và copy vào đây thôi, paste vào đây. Còn ở đây dòng thứ hai thì bạn có thể là ghi là chào mừng các bạn đến với kênh của tôi hay gì đó. À, thì nếu bạn không biết tiếng Anh thì bạn cứ vào Google dịch ha. À, phần Google dịch, bạn vào chọn cái mục này ha và chọn cái chữ dịch ha. À, để ra cái Google dịch. À, đây, vào đây bấm vào chữ dịch. Bạn có thể lưu cái tab này lên trên đây ha để cho dễ ha. Thêm trang Google dịch ha. Mỗi lần cần dịch cái gì đó thì bạn chỉ việc bấm vào đây thôi. À, bên đây tiếng Việt và bên đây là tiếng Anh. À, ví dụ như giờ tôi muốn để dòng thứ hai là chào mừng đến với kênh của tôi đi. À, tôi sẽ bấm tiếng Việt ha. Chào mừng đến với kênh của tôi. À, thì sẽ dịch cho tiếng Anh đó là Welcome to my channel ha. Bạn chỉ việc sao chép và paste vô đây. À, còn ở đây là cái voice ha. Voice thì nó có rất nhiều thứ tiếng ha. Ở đây là giọng nữ ha.
giọng nữ giọng nam nữa ha, tùy bạn chọn ha. Thì ở đây thí dụ mình là nam thì mình sẽ chọn nam đi. Thì ở đây bạn có thể là cho họ nói một cái câu gì đó ha. Ví dụ như tôi sẽ cho họ nói lại cái câu này luôn. Rồi. Và bạn chọn cái chất lượng là 720 ha. Sau đó bấm submit order ha. Rồi. Bấm vào Z ha. Sau đó bấm vào view order ha, view my order. Thì như vậy thì cái video intro của bạn đang được xử lý ha. Nó cần có thời gian để xử lý ha. Và đây là các video tôi đã tạo lúc trước. À, sau khi xử lý xong thì bạn có thể click vào đây ha để xem thử ha. Đây bạn bấm play. Welcome to my channel. Đó, bạn sẽ được một cái video intro và có giọng giọng người ta nói luôn ha. Welcome to my channel. Đó. Rồi bạn thoát ra. Thì bạn muốn download cái video này, video intro này về máy, bạn chỉ việc bấm vào chỗ More Option ha. Sau đó bấm vào chữ Download HD ha. Bấm Download HD. Thì cái video của bạn sẽ được download về máy. Nó sẽ download vào cái mục download của bạn luôn ha. Đây. Cái video intro của bạn nó sẽ như thế này, nó nằm ở đây đây. Welcome to my channel. Vậy là tôi đã vừa hướng dẫn cho mọi người cách tạo một video intro online nhanh và đơn giản nhất. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.